Đây, anh chị nhìn cái hệ thống này, nó này là cái gì? Mấy chị để ý này, cái này 2m8, đường kính này là 100 đúng không? Mấy chị thấy là canh cái đây là file rotation wet, cái này là wet ha, đúng không? Này chữa nước rồi. Coi có nào nó chữa bằng cái khác nữa không? Ok, cái này là wet hết, này không có vấn đề gì, này nè, nó đầu đầu rồi. Cho nên mấy chị đây làm cái này cho tôi nè, làm ơn làm cái này. Mấy chị sẽ làm một cái dự án. Mấy chị cũng có thể transfer cái này qua đúng không? New project đúng không? Transfer này qua. Mấy chị thấy cho tôi cái này 2m8, cái này 2m8 chứ cái nào đây chắc là cũng khoảng chừng để tôi nhìn nó mặt đứng nó rồi tôi cắt một cái. Đây, nhìn trong đây. Là tầng 2 mà. Cắt ngang này một cái rồi nó đo gần đó nó cao cỡ nào. Rồi cái đầu swing lên nó cao cỡ nào. Để mình ấy cho mình quăng swing lơ của đó thôi. Ok, nhìn ở đây đi. Đây, go. Đây. Từ đây đến đây là bao nhiêu? Nó không cho vị trí này. Đây, vị trí này cao như vậy. Offset bằng 0. Hot associated. Cái này nó lý do là sao? Cái này nó gắn ở trần giả. Nó để nè đúng không, gắn đâu đó kệ nó, còn mình lát mình sẽ làm một cái gì đó đây không cần, mình lấy ở đây là Stringler là Bending Hot, mình chỉ thấy ở đây tôi lấy đại cái thông số này. Từ đây chúng đây là từ cái chỗ này là cái gì vậy, nó cắt cái này không được rồi. Level 1 từ level này xuống dưới nè từ bao nhiêu 200. Vậy là từ level đó xuống chị thấy cái này khoảng chừng 2m6 đúng không? Chị ra ngoài là plot cho nó một cái dự án mới đi. New cho nó có project. Xong chúng ta sẽ làm một cái tổng quát thôi. Rồi coi cái system của nó là gì. Nó xài hệ thống đường ống gì, nói thôi. Bây giờ ví dụ như trong cái bài của tôi có một cái đây nè. Đó, chị nhìn là file detection nè. Mấy chị nhìn vô là file detection đúng không? File này là Stringler, nó xài cái này là kệ nó, này là pendant hot tích gì đó. Ok, tôi có piping nè, y hình như vậy luôn. File detection web này nó xài gì? Carbon steel, ống thép đúng không? Thép carbon, tất cả cái này mình chỉ có thể transfer cái này qua kia để xài được không? Switch to view để mình lấy, cho nên là thấy cái nào được được là mình lấy à, transfer nó qua đó. File detection rồi qua đi, này nó bố trí đâu đó từ cái level đó offset xuống thôi để coi nó xài trên cái gì. Khi mà anh chị chuyển qua thì anh chị lưu ý có hai chuyện, là nó có thể là đưa cái thiết bị cái đó nó vô là nó nằm trong cái mục là Stringler, không thì nó đẩy vô mechanical, nó có một cái tùy mình đó, mình biết được. Có cái nó gắn lên trần nó được gắn lên trần, có cái nó gắn tự nó thả tự do thì mình phải tự động định vị trí của nó thôi, nó không hot cho mình bất cứ cái gì hết, cho nên là nó phải chịu. Ok rồi, tầng một tầng hai gì đó. Ok, để vẽ cái tường này, để vẽ cái góc nào đó đi, để vẽ dưới tầng một, tầng một cũng được luôn, sao quên. Nó nằm đâu cũng được. Rồi. Ok. Thì mình chỉ biết thấy là đây mình chỉ bố trí Stringler, coi nó có Stringler đây không nè, Stringler. Đây nè, bên này hết. Cái này không có, đúng không? Vertical lay on face hoặc land. Cái này offset từ dưới lên, từ cái trần này lên nãy thì vô cho nó là gì đó, 2m6 đi. Nằm block 2m6. Trí số cá ta. Đúng không? Tùy anh chị thôi. Cái phần file của mình á, cái ống mình hồi nãy tôi vẽ cái file. Tôi có thể nối vô một cái chỉ ra cái bồn chứa hay là bơm biết gì đó đó, nhưng tôi nói tôi vẽ một cái đất. Một cái file, xin lỗi, cái file. Cái file đó là sử dụng cái hồi nãy là quét này, đúng không? Chiều cao nó là 2m8 đi. 2m8. Tôi vẽ cái đường ống đâu đây. 2m8.
đi đâu đó. Rồi ok. Cái chữ này nó nối bích hay nối gì đó do anh chị thôi, do anh chị chỉ này thôi. Nó máu nô rút phao. Sao ta? Báo không được. Này tự động correct thôi mà. No auto root found. Tại sao thằng này không nói được nha, để chậm chút xíu.